mỗi chân tự tại đọc sẽ là nâng cứ trám cầu bị thưa option có tình lưu đầm lại là billion đô la nâng từ bởi châu là ai cổ môn băng sang ta nâng bởi vâng là lùi đập billion đô la chỉ lùi tính nâng và nên nơi lùi cho là nói gì mà toàn áo gì ai bởi vâng là lùi đập billion đô la nâng từ ai sẽ là cổ môn nhỏ ai thư công tế xin nhé công tế tha và cô là ai phần sự nhẹ nơi lưu công thế ở toàn miền lưu áo thì bộ tam toàn đều lưu thì này kia hơn chương về đó sẽ ai vậy đó sẽ ai phần hết hàng phòng sáng tác kỳ phổm này kỳ phổm mình phổm với tới chụp vẽ lưu kê hay chương thời phổm hay chụp vẽ lỗ đó phải đọc liên đô la nó nâng hay tin ít ôi đọc pi liên đó lá miến phân ôi hủy tầng ốc tiên phải em đọc liền chân băng dân ta bỏ mà hay bờ chở bẹ cái ớt viên ngọc đọc băng dân ta tầng mù mình đã đây không mà đó sân than kia không mà đó đây băng dân ta tầng mù hay ba cái chiều cam xây tiết cơ kì mọi ba kì hồ gương chúng vì sầm lấp chi vật bên đây cho cam dương đường mù chúng chúng băng sang tá bỏm hay miền tầm hộ son đập pi liên hội nát cứ son đập pi liên hội đo bèm đập liên à chỉ bèm chúng băng sang tá bỏm trám con vin trám bồ châu thưa kỳ chư thưa kỳ dồn đo băng sang tá bỏm đo chốt từ bồ châu là trong New York à đó từ châu sẽ là công New York ai phổm từ tour giờ lui pin đập liền là nè hay sẽ là thay phun hay mấy trăm mấy bộ châu ta kỳ song lui mất về o trong ngọc đó chụp bẹ lui kỳ chụp bẹ lui đò bàn kỳ song mình o hay trăm mấy bộ châu cứ rương gì vậy rương toàn tha chụp bẹ phải ăn đập liền hay ao từ tua vô bèm pi nạp liên tè ao đắt từng bèm nạp liên anh ấy soi bay liên mạch song ao huệ miền này chẳng anh chưa mới tới cả phải cho phải cho hay sẽ là không như gióp bom đào trám phải cho lấy bom và nên sân nơi lùi chọn là ở gì admin toàn chỉ lùi miền tây này thứ công tè nên là cho cha này thứ công tè này chẳng hay nơi không ca bà châu lắm trám ôi lúc vô lúc bôn điện vì lúc mà ôi trám hơi cùng vô bôn bị trám đó là năng tiền trám hay dương xưa ta sẽ là môn à bôn môn à bôn hồi có à bôn này cả lòng hơi cao nơi mà chạc chạc phần đấy đó ban mà trám hơi trám bà châu cũng ôi vô bôn bị trám hay mấy có thứ tự hồi chẳng bà mình mạch phổm hay bôn thay dần đi chấm trám miên là bác sĩ xòm cứ ao vô bôn từ lưu bật tốc vinh ạch bôn là kia ạch bôn đấy bôn là cho là tốt cứ bôn lưu bật tốc vinh hay bôn từ lưu bạc chấm nô rồi bọc bọc lắm bôn là bôn lưu bạc chấm nô bọc lắm nó cứ chỉ cho bác vậy kể ra bôn bạc khai bụng cắt tốt á trám bộ vô lo ở nội huyện hay sẽ là không như giọt bộ hay hay đấy gần chấm tốt ở trong áo sân hay cái ca nó miền xuống thơ ấy đó vô tiền khu các bác vô tiền bách đôn từ lùng từ liền rương ní smok smang phần bởi khu các bác dương từ lùng từ liền hơi bách đôn dương từ lùng từ liền tiết vì ác sơ smok smang hay rương mùi tiết
hay ơi sẽ là công thư công thư công trẻ thì chua mọi trạm mình hay chung nó lắm trạm tình lưới trạm bản tế trạm luộc từ ơi thư công trẻ luộc từ ơi sẽ là công New York không đầm lại mùi đô la thường play với đôi mặt đầm lại mùi đô la bản đây sẽ là công New York chua lôi trạm vĩnh và hay chỉ không mùi đô la đài hay ngó lót chùm lại chất hay bọt trạm sót trạm tinh nhá pin nọp liên đô la hay cậu thì dư lùi bách sắp liên đô la pi pi công New York ô pi thì này kia mà hay bay kia và cô ta ơi sẽ là công New York mình đi tư chi mà chạc sẽ là công New York tư chi mà chạc mà chạy hai bàn chua tờ lọc mà ôi trảm vậy hay ta mặt đồ la à mặt đồ la nó ngọt xây nó không ní xây nó không sụp hơi mũi tiết đi ạ ở đời đi là sờ bạn đi chùm núi nhỏ thu được cách chậm trảm dây tam sạch cái đường tờ ní ní dây bụt và chạy cái tên chùm ngon nâng nước nông khua sân hối chân trám phát chi mà chá bọc luôn sao tớ hồn tớ ơ nẹ đợt tí thương mà chá hay trám chua pi pi nâng màu bình mùi tiết trám ai bà chô tớ bà chô bà chô kia tiết sợ bà chô đừng ơ còn vinh đừng ơ thưa ơ kì chữ kì miền hay cốc máu và trăm tờ hổ kì tờ bà chô kì ok kì thương chẳng hay ta miền cả tay bẩn đất đây không nâng tốc sân lấy tờ bà chô mà nẹ tiết bà chô mà nẹ tiết cứ xà chi và cam ạ phì vọt cà rộng xà chi và cam ạ phì vọt cà rộng nâng ai bồm tờ tu sức thư chi mà chạy tờ lơ ạ sân than kia không mà đó nâng ạ từ hai nét đầu tây mà nét tiết ơi mà thư mình chả hơi sân thạ hạng chả đó là chúng chả đó pì ạ tì từ ở sài gòn trong New York phong cứ rót New York phong với xã chi và cam áp hiệp vật trong nâng cứ chia tiếp nét nghe rồi bỏ rót New York chân chia rồi bỏ rót hay chân tự vô mà nư mà nẹ tiết ai mà thư mà chạc tiết chân mà chạc lăng đọc bì hay dương xua tiết tha hết ấy hay thư mách sẽ là trong New York phòng bộ ai nè nụ thư mà chạc hay nè mà nẹ tiết thư mà chạc bà chạc tha sẽ là trong New York hay nơi cả ông rọt New York ấy tiền bì nâng cứ bỏ rọt đôi khi nè hay bà chân bà rọt đôi khi nè mà chạm mạch tự vô mùi tiết ấy vì pru về tiệm tôm chỉ mui nâng tiệm tôm chỉ mui nâng mà nước để cạnh bông căn cặp cành ở chó hay à kia và panna lấy những cái đó tham mà pon bu nổi và tốt bên nâng trạm thư hơi về pan nâng pan nên môn trạm thư nâng mã nên tịch trường nâng từ cha anh chỉ nâng phần trạm về thư cứ rù rù khăng khăng thưa ở space để lấy thưa ấy dương ắt đăng này hay chân mà nước vậy bật mà nữ ở trên miền này tây nơi miền này căn cặp khai này căn cặp khai miền đó kia mùi tùng hôm mà con buồn nổi và tôm chân này căn cặp cứ có mình tịch mà này hay trám tới đinh gì mình chọc khi mình chọc thì ở chỗ ấy ở cái vay ngó bắt từ này mệt trám mùi phần năng chứ vừa vô sài gòn trong New York mà sài gòn trong New York ăn miền mình miền chè nhà thô bay nắng gì cứ kì đã mấy áp thì vọt trong kì bà cao đã nhà thô mùi cho bác bà cao cứ nhạc nơi sầm nóng à nà thập tay ấy nâng nơi đôi nơi căn cặp sân than kia nâng à nà thập tay ấy nâng cứ nhạc nghe nâng chỉ nhạc sầm át vì bố kì tự tu bần tục áp thì vọt trong cho bác ai kì chỉ à nhà thô để mình sật ẩm nai chân đòn vô bộ nâng máu bạn đinh bộ nâng chảnh hay ở trăm tự đánh nhà giác các bạn hay đã ở sài gòn New York đánh mạch miền sệt mạch miền cho bạn là anh nhá chân ở sệt chân thứ mấy ao ao nhà nông mỏ thử
bạn bạn đó ông nó thơ tờ tí cái mình thứ đó ông kia tờn chạc chú có sâu lùi cái mán này trả miền rương bọt trả ông thơm chạc và nó đòm chạc quý thơ mấy bọt New York tờ môi có và các công thể ông chạy lùi cái này thơ mà chạc ruộng tiên mà nước chạy chạc nó thơm chạc cái này vì nâng tờ đặt sân than kia còn dạng mùi thiệt ông mà thơm chạc đại mà chạc ní cứ mà chạc từ lưu bạc bạc cả mà chạc từ lưu sân thân kia mà chạc ní cứ mà chạc lưu bạc bạc cả hay chạy hà sắp phía rồi thì mùi trạm còn dạng nhóm gì mà nhớ thật kia chỉ nẹ chùm nền thằng của tái hay kì miên bản đàn kì tu tiên bị phụ lộ chắc ôi này nâng mau một tiền hay đó trong cõi cứ từ dù lưu bạch sắp liên đà la pi pì thì nè kì nhẹ có đo lùi cầm chảy hay bài sắp liên đà lá nâng tinh ta pì nọp liên đà lá phần toàn nói lùi kế cọc môn pì nọp liên đà lá mà toàn ao hay tinh pì nọp liên từ dốc bài sắp liên đà lá hay kì ảo hay trăm pì là đại kì ắt ao phong nhầm dây mình thắc kì sợ mày pê lại cái ớt ớt và nó bay cái ớt đọc bay sắp liền đó là chân ai thơ ai thay sân hàn kia ớt đọc pi liền đó là chân bên nơi xa học sắp và mấy liền đó là học sắp mấy liền đó là chút chôn lời nhóm sầm rùa lại sạp bàn bằng năng sân tại nhóm nơi thì dô tha phải chữa toàn dô lê chẳng nhầm sầm rai sầm rùa to tới tiết hay ắt toàn phải vô lên sầm rùa đó chọc mà chụp phục nâng vì vua chưa rơi hay về smog smang đó sầm rùa là chọc mà chụp phục nâng tôm nhầm chắp đam phải vô mặc con hay tiếng mù mòn tôm khuộc ba là vô bàn mấy nâng còn phải hơi sầm rai nơi bạn vô lấy nhầm sầm rùa lại sẽ đạp bàn khác là phân nâng nông nâng về miền át cầm băng chọn hay bờ phải vô lấy gọt toàn vô đây chân đó dễ à pram con sầm bát khang cảo ấy nữa dễ hơi bạn phải vô rùa món phlử bạn phlử sờ rộp à cái này phẩm mùi mà nâng cứ đạp tới smog sma nha hay rương bài mấy dương đại lưới ấy mình bồ mà chắc bài chìa sắt tay chỉ rương đem bùng ớt sẵn khâm kì ớt áo lối hay bài từ kì áo lối mùi hay rương smog smang tiện tôn từ nâng rọt từ nâng krong như giọt tiết trảm đọc sài bài nâng chảnh hối mùi tiết là krong như giọt ăn mặt ôi trảm thứ hay khmer nhà dụng bình bờ cho nam thơ rương đỏ cha nâng mùi đã tiệt hay à nè từ cọ lùi cái pin đọc liền đó là từ phơi lùi cái bàn bài sập liền đó là lơ à lùi cam thầm ná sẵn thịnh này kia cái ao tầm mãn học sập phía rồi này đầm lại trọc rư hà sập anh ấy ao lơ tới tiệt đầm lại trop pin nọp liên cái mình ao đọc pin nọp liên cái ao cào pin nọp liên anh ấy ao đọc bay sấp liên là tới tiệt sạt smoke smang nhường đập hơi à mà cha để tình ba nước bay chia và cô tới ao nhẹ đọc tây thương mà cha tới tiệt cứ sạt là con New York hơi nâng xã chi và cam ạ phì vọt krong thưa mình chà hai ạ à, luôn ấy ban hay ta hai nè nông thử si luôn ấy từng mù hay lên hai ở kia mà si chui si bẹ cả đá tiết cứ sân hắn thì nè kia krong giát đập tới đôi sật là chút tiết rương đó chút ọc cha ní bay chia trám tới chia một nước ọc cha tầng ní dương nâng cái hồ cả tại bần đất nước nông ní để cho cây về mình tránh nhỉ, nhóm ao lip
buôn năm đặt buôn cái phèm cái chọc tiết sân hai tờ dương bản phư hà phèm cái chọc nâng của bạn vô lại tay nhóm nâng thứ mất cái hạ cả tệ bẩn đứt nông mà cái chọc nâng chân thiệt lấy an sân cái chọc tì mùi use your enthusiasm for the project to inspire others. Cho pra sầm rau pra bọc lúc nét trong cuộc cùng rộng nâng đàm bay ai nét đó tây tiết sầm rau đài. Enthusiasm is a crucial element of the investment game because your success depends largely on capturing the imagination and securing the cooperation of key player, buyer, seller, lenders, tenant, contractor, and others. If you are not enthusiastic about your real estate investment idea, there is no way you can get someone else to sign on. Remember that people will initially be skeptical of whatever you say. So be like drum, sell hard. If you can maintain your level of commitment and enthusiasm in the face of initial doubt, you have taken the first step toward getting the support you will need to succeed. Trump know that enthusiasm is contagious. Sầm rau cứ chỉ thiết đo sầm khăn chi chỉ vật nay là bay vinh dục tuần vì pru tha chuộc chơi ở bò lục nè mùi này thông băng từ lơ ca chắp ban nơ ca sờ mai hơi nâng ca tổ tu ban nực cách giả hạ pro tế bát ca vì tu ăn sầm khăn tu ăn côn sáo cử nẹ tính nẹ lúa nẹ đo lui cầm cháy nẹ chúa nẹ mài cá hơi nâng lạ bờ sân chỉ lúc nẹ mình miên sầm rau ẩm pi cùng nứt viên dục tôn à cho nạ tro bờ bờ lúc nẹ tì nô bổn miên pleo na để lúc nẹt ai ao nẹt xây tiết cho hạt lệ kha lơ sầm rau nục bản lời cho trong chăm tha mà nước tiền lai đầm bông ti tay miên ca mẩn tơ từ lơ vây để lúc nẹt gì cho thưa ở đôi trầm cứ lúc luôn môi tẩm hận bờ sân chỉ lúc nẹt rẽ xa ban nơi cầm rất đặt nhà chất hơi nâng sầm rau rồi bỏ lục nét nơi bị mốc nơi ca mùn tơ xong say bị đàm tí lục nét ban tổ tu ban chùm hiên tí mùi spua tờ rô ca thua ở miên ca còm trố đại lục nét trơ ca chăm bách đàm bay chục chì trăm đăng tha sầm rau rịt rìa đào. For example, drum enthusiasm for the Commodore Yard project and the way he envisioned it benefiting the entire city of New York were boundless. He communicated his vision over and over to all of the people who were involved in the various governmental agencies, including the mayor office and the railroad. He assured that this one project could have turned around the entire blind midtown Manhattan area. They all agreed that it was important to do something about this eyesore, the Commodore, because of its critical location next to Grand Central Station. The Ram enthusiasm convinced them that
He was the only person capable of putting all the pieces together. For example, he told the city, forget real estate taxes and concentrate on the money you will earn from room taxes, income taxes paid to the city on the salary earned by the employee working in the new hotel and the profit from the hotel operation. Trump offered to New York City a partner in the profit. Think about how the new construction will bring desperately needed jobs to New York and re-establish New York City as the capital of the world. ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់របស់ Trump សម្រាប់គម្រោងក្រុងយ៉ាត Commodore យ៉ាតនោះហើយនឹងវិធីដែលគាត់បញ្ចេញចក្ខុវិស័យនៃគម្រោងហ្នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សាលាក្រុងដល់ទីក្រុងញូវយ៉កទាំងមូលនោះគ្មានព្រំដែនគាត់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានារួមទាំងខត្តសាលាការិយាល័យរបស់ចៅហ្វាយក្រុងហើយនឹងអយស្ម័យយានគាត់លើកជាតក្កលិកថាគម្រោងមួយនេះអាចជួយប្រែក្រឡាស់ធ្វើឲ្យកលាប់ចាក់នៅតំបន់ម៉ាន់ហាតាន់កដាលក្រុងដែលស្រអាប់គួរឲ្យ boring គួរឲ្យធុញទាំងអស់គ្នាទាំងសិតពួកគេទាំងអស់គ្នាឯកភាពថាវាសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើអ្វីមួយអំពីភ្នែកដែលការឈឺភ្នែកនេះដំបៅភ្នែកនេះគឺសន្តានគារខុមម៉ដរដោយសារតែទីតាំងដ៏សំខាន់របស់សន្តានគារនេះនៅជាប់នឹងស្ថានីយ៍ក្រុងសង់ស្ត្រាលសម្រាប់របស់ត្រាំធ្វើឲ្យពួកគេជឿថាគឺគាត់តែម្នាក់ឯងគត់ដែលអាចដាក់ដុំកញ្ចប់ទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាជាឧទាហរណ៍គាត់បានប្រាប់ទៅសាលាក្រុងថាបំភ្លេចពុនអាចលណៈទ្រពចោលទៅហើយផ្ដោតយកចិត្តដាក់ទៅលើលុយដែលលោកដែលអស់លោកត្រូវទទួលបានពីពុនលើបន្ទប់ពន្ធលើចំណូលដែលបង់ទៅឲ្យសាលាក្រុងលើប្រាក់ខែដែលទទួលបានដោយបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងសណ្ឋានគារថ្មីហើយនឹងផលប្រយោជន៍ពីប្រតិបត្តិការសណ្ឋានគារត្រាំផ្ដល់ទៅឲ្យសាលាក្រុងញូវយ៉កត្រាំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើឲ្យសាលាក្រុងញូវយ៉កទៅជាដៃគូនៅក្នុងផលចំណេញចូលគិតអំពីថាតើសំណងថ្មីនេះនឹងនាំមកនៅការងារដែលចាំបាច់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងបែបនេះទៅជាទីក្រុងញូវយ៉កទៅឲ្យក្រុងញូវយ៉កហើយបង្កើតក្រុងញូវយ៉កនោះឲ្យទៅជារដ្ឋធានីរបស់ពិភពលោកវិញដោយរបៀបម៉េច Trump enthusiasm was the catalyst for getting key peopleWho support he needed to achieve success, interested in the deal and to getting the city to embrace the idea. He prepared charts and graphics showing the really existing condition of the area, the likelihood of an extended recession in property value, leading to further erosion of the city tax base.He explained, this is what you have got now, but here's what I can do for you. He wouldn't display a dramatic color rendering of the building as it would appear when renovated and sell this as the linchpin or revitalizing the Grand Central Area.Which in turn was the cornerstone of the construction
or the image of the New York City. All he initially sought was the city acknowledgement that this was a great idea coupled with a loose commitment to cooperate in bringing it to fruition if they got everything they wanted. He never talked number with the key players in this deal until after he got an initial expression of interest and support for his plan. He knew that talking number two soon would give people a reason to say no to his plan. It's a valuable lesson for you to remember in any real estate investment of yours. Enthusiasm and focusing initially on the large outline of a deal rather than the financial detail can overcome many obstacles. Sầm rớp rô bọt rắm cư chia cắt ta lý cò thưa ai mân ức côn sao đại quam trô đại ca quam trô rô bọt bụ kê quạt trơ ca chăm bách đam bây sầm rạch chuộc cháy chắc à râm tờ lơ thụ ra cạch nục hai nâng nâng chia cắt ta lý cò thưa ai sẽ là trong New York เอาประสาทโยกกุมนึกนุกគាត់រៀបចំឆាតគំនូរតាងហើយនឹងក្រាហ្វិករូបគំនូរហើយនឹងក្រាហ្វិកបង្ហាញអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងមានដល់កក្រិចកហ្វក់នៃតំបន់នោះតំបន់ភាពកក្រិចដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនៃដែលនាំឲ្យមានភាពរយិករយាកនៅលើដល់ការថយធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលរីកសន្ធឹងធំនាំទៅរកការសឹករីកបន្ថែមទៀតនៅពន្ធមូលដ្ឋានរបស់សាលាក្រុងគាត់ពន្យល់ថានេះគឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងមានឥឡូវនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកបន្ទាប់មកគាត់បានគាត់បង្ហាញនៅការកែប្រែពណ៌ដ៏រំជួលចិត្តនៃអាគារនៅពេលដែលវានៅពេលដែលអាគារនឹងបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅពេលដែលអាគារនឹងលក់ស្រឿជួសជុលរួចហើយលក់ហើយលក់អាគារនេះឲ្យទៅជាប្រភពនៃការរស់ឡើងវិញនៃតំបន់ក្រុងសង្ត្រាល់ទាំងមូលដែលគឺជាស្នូលដែលគឺជាស្នូលនៃការសង់សំណង់ឡើងវិញនៃរូបភាពរបស់ក្រុងញូវយ៉ករឿងទាំងអស់ដែលគាត់ប្រឹងប្រែងពីដំបូងគឺធ្វើឲ្យការមានការទទួលធ្វើឲ្យក្រុងញូវយ៉កទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ធូររលុងដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាំមកនៅឲ្យកើតចេញជាផ្លែផ្កាឡើងបើសិនជាពួកគេទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេចង់បានគាត់មិនដែលនិយាយអំពីលេខជាមួយនឹងតួអង្គកូនសោទាំងនោះនៅក្នុងធុរកិច្ចនេះទេទាល់តែក្រោយមុខទើបគាត់សម្ដែងចេញនៅការហូតតាល់តែតួអង្គនោះសម្ដែងចេញពីដើមដំបូងទីសិនពីការចាប់អារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងទៅលើផែនការរបស់គាត់គាត់ដឹងថាការនិយាយពីលេខលឿនពេកនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សទាំងនឹងនៅហេតុផលនិយាយថាទេចំពោះផែនការរបស់គាត់វាជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលត្រូវចងចាំទៅលើវិនិយោគទុនអចលនទ្រព្យណាមួយរបស់លោកអ្នកគឺសម្រាប់អាចធ្វើឲ្យជោគជ័យឬក៏យកឈ្នះលើឧបសគ្គជាច្រើនវងកញ្ចក់ហើយការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ពីដើមទីទៅលើប្លង់ធំៗនៃគម្រោងនៃធុរកិច្ចនឹង
chi chiêng tờ lơ sạch đây bư sạch đa hề rành và thọc. Chân nhóm bọ chọp, nhóm xong xây bọ chọp hay chọp đài. Chân nhóm sầm rai ta thứ mấy sạch đập ở kỳ tròn thầm mạch.